Với mục tiêu đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm trong thời kỳ bình thường mới, chú trọng cung cấp thông tin về tình hình thị trường tiêu thụ nội địa, xuất nhập khẩu trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19. Mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hà Nội và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đồng phối hợp tổ chức hội nghị kết nối cung cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2020. Hơn 300 đại biểu đại diện cho các hiệp hội ngành hàng, đại sứ quán, tổ chức xúc tiến thương mại các nước và các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã tới tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, ông Vũ Bá Phú cho biết, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các địa phương triển khai ngay các hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu bị gián đoạn do dịch COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa thị trường nội địa, trước mắt là hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nông sản, khắc phục khó khăn về thị trường tiêu thụ, hỗ trợ doanh nghiệp tạo chỗ đứng vững chắc, xây dựng uy tín trên thị trường nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Vì vậy, thời điểm này rất cần tạo ra mối liên kết giữa các doanh nghiệp, các địa phương để giúp nhau tiêu thụ sản phẩm. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, kết nối tiêu thụ trong nội địa, kết nối tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Một số tổ chức quốc tế cũng đã định hướng, hỗ trợ thông tin thị trường giúp doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ và Ấn Độ.